Chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 228 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đó, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc xác định đúng đối tượng theo chủ nghèo mới giai đoạn 2016-2020 theo phương thức tiếp cận đa chiều sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố có giải pháp chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội phù hợp, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị các xã phường cần tập trung quán triệt sâu kỹ đến cán bộ làm công tác điều tra, rà soát, đảm bảo việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương. Trong quá trình điều tra, có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian kết thúc cuộc rà soát, điều tra theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.